Con ngủ chưa Minh? Con ngủ rồi. Minh à, tôi có quà này tặng cho Minh nè. Đây đây, đưa tay đây Minh. Đẹp không Minh? Món quà có đáng bao nhiêu đâu mà mình mừng dữ thần vậy. Không phải là quà nhỏ hay quà lớn, đàn ông mấy người á cứ hay nghĩ á là đàn bà tụi em thích quà, chứ không hiểu được tụi em á thích cái cảm giác được quan tâm hơn là cái món quà đó. Minh à, dạo này tôi nhiều việc quá, cứ chạy tới chạy lui, không có thời gian để ở nhà. Mình đừng có nghi ngờ nhiều quá, cứ chăm sóc cho con. Bộ chuyện làm ăn của mình không ổn hay sao? Mình cũng thấy rồi đó, thời tiết dạo này không có tốt, lúa mất giá nên thu hoạch không được bao nhiêu. Đã vậy còn cho nông dân họ mượn nợ nữa, qua tới vụ mùa sau không lẽ mình ép người ta bán vợ đỡ con hay sao? Sao mà đành lòng được. Vậy còn tiệm buôn vải, em thấy vẫn đông khách lắm mà. Dưới tay mình nuôi bao nhiêu người làm mình biết không? Gần 50-60 mạng lần đó. Còn tiền thì chỉ có một chỗ của mình đi ra thôi, làm sao mà đủ nuôi họ. Nè, em có một ít tiền để dành, em cầm đỡ đi. Không được, không được mình ơi, không được. Nam nhi đại trượng phu mà, dám làm dám chịu. Tiền này là tiền của mình mà, làm sao mà tôi dám cầm được. Của chồng công vợ mà, mình cứ cầm đi. Sau này chuyện làm ăn phát triển trở lại, mình trả cho em cũng được. Cảm ơn mình, tôi sẽ cố gắng. Anh hai. Gì vậy? Em muốn về Sài Gòn thăm cha. Trời, mới ra tháng mà mày đòi về Sài Gòn làm chi? Tao đưa cô Hồng Xuân về cho cha là được rồi. Cho em về Sài Gòn với đi. Em lủng túi tiền rồi. Tiền riêng của mày tao nhớ có tới mấy chục ngàn. Mày ở đây ăn ở chồng mày lo, sao mà lủng túi? Bộ mày học đòi người ta ngồi xong tới sắt đã. Không có, tại em đưa cho anh Cẩm làm ăn á. Con này. Mà chuyện làm ăn của ảnh không có thuận lợi, em đưa cho ảnh mượn đỡ. Đồ ngu. Tiền là phải nắm chặt trong tay. Mày đưa cho thằng Cẩm là một đi không trở lại. Lỡ nó nói láo thì sao? Anh lúc nào cũng nghĩ không tốt cho ảnh á. Chồng em biết chứ.